bà cũng nên tắm đi. Thì đi tắm. Hồi nãy tội cái ông mà ngầu gần bà đó. Sao không? Trời ơi, ông dựa vô bà ông ngủ mà sao mà tới Sài Gòn rồi kêu ông xuống nhất định ông không xuống. Sao kỳ vậy? Chửi thằng lơ xe, ông nói tao đi tới Sài Gòn mới tới Phan Thiết mà kêu tao xuống. Đó. Gì? Ông tự tự hiểu đi, tự hiểu. Tự hiểu là gì? Ông dựa vào mình mà ông tưởng ở Phan Thiết là hiểu rồi. Không nha, ông vô viên hay cha già lũ đảng vậy. Mời bạn. Nó đi tắm đi. Đi vô tắm. Mời bạn đi tắm đi. Đi. Rồi đi tắm đi, tắm trước đi. Đi vô tắm. Em cứ tắm trước đi, chúc anh vô. Trời ơi. Tôi với ông vô tắm chung. Vô tắm lạc lát ông kỳ lên cho tôi. Giết râu. Vô lát ông vô sao nha. Vô ông kỳ lưng á. Chứ cái tay tôi kỳ không có được á. Đừng cười nha. Từ xưa giờ ba với má mày dễ không á. Không nghe gì đâu. Mày cười quá. Nhưng mà không, tình cảm vợ chồng vậy nó mới vui. Dạ. Thông cảm.